Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube chính thức của VN Review. Máy lọc nước hiện nay đã trở thành một trong những sản phẩm đồ gia dụng không thể thiếu được trong các nhà hộ gia đình. Và tầm quan trọng của nước sạch thì có lẽ ai trong chúng ta cũng đã hiểu rõ. Nói một cách ngắn gọn thì nước sạch không thể thiếu được với cuộc sống của chúng ta. Gần đây nhất đã xảy ra một sự cố đổ trộm dầu thải tại Hà Nội và nó ngày càng nhấn mạnh hơn tầm quan trọng của máy lọc nước đối với các hộ gia đình. Máy lọc nước mình đang muốn chia sẻ với các bạn đây đó chính là máy lọc nước RO. Vì sao lại là máy lọc nước RO? Bởi vì máy lọc nước RO sử dụng cơ chế thẩm thấu ngược và máy lọc nước RO là công nghệ tốt nhất hiện nay để loại bỏ chất bẩn kim loại nặng có trong nguồn nước. Nắm bắt được điều này, thương hiệu A.O. Smith đã đi tiên phong thị trường với công nghệ RO SideStream độc quyền. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2009, RO SideStream thay đổi cấu trúc màng, tăng tốc độ dòng chảy, giảm hiện tượng phân cực nồng độ trên bề mặt màng và tốc độ nhiễm bẩn. Qua đó thì tăng hiệu suất thu hồi nước tinh khiết, giảm nước thải và kéo dài tuổi thọ của lõi lọc. Được biết thì RO SideStream cho tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết rất cao, lên tới 1:1. Vì vậy sẽ kéo dài tuổi thọ lõi lọc lên gấp 1,5 lần so với màng RO truyền thống. Cả ba sản phẩm trong video này của A.O. Smith là G2, A2 và 1E đều được tích hợp hệ thống RO SideStream. Do đó, VN Review sẽ tiếp tục tập trung đi sâu vào những điểm khác biệt về tính năng, tiện ích của sản phẩm. Nhìn vào bảng so sánh, các bạn có thể thấy được những thông số cơ bản khác nhau của ba model này đến từ A.O. Smith. Cả ba máy lọc nước này của A.O. Smith đều có chung ngôn ngữ thiết kế, kích thước cũng giống nhau tới từng cm, nhỏ gọn nhưng không kém phần tinh tế và sang trọng. Sự khác biệt lớn nhất và đáng chú ý nhất chính là màu sắc vỏ máy. Xám, trắng sáng và xanh ngọc, những màu sắc mà A.O. Smith lựa chọn cho 1E, G2 và A2 đều rất phù hợp với những không gian bếp hiện đại. Và quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sở thích và cách bài trí không gian bếp của người dùng mà thôi. Lớp vỏ nhựa của máy được làm dày dặn, chắc chắn, độ kín khít tốt để đảm bảo nước không bị lọt vào bên trong máy trong quá trình hoạt động. Phía trước của các máy đều được trang bị màn hình hiển thị LED. Bên cạnh trạng thái hoạt động của hệ thống lọc, màn hình hiển thị này còn giúp cho người dùng theo dõi tình trạng của các lõi lọc để đảm bảo chất lượng nước. Khi có lõi lọc cần thay thế, con số hiển thị của lõi đó sẽ chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên, khác với các dòng máy trên thị trường hiện nay, hệ thống cảnh báo của A.O. Smith được dựa trên lưu lượng sử dụng của mỗi gia đình chứ không cố định theo một chu kỳ nào đó. Nếu nguồn nước bẩn và hộ gia đình sử dụng nhiều, máy sẽ đưa ra cảnh báo sớm hơn và ngược lại. Điều này không chỉ giúp tránh lãng phí thay lõi không cần thiết mà còn trao quyền tự chủ đến với tay người tiêu dùng. Trong cuộc sống hiện đại, người dùng không hề muốn bị làm phiền bởi những cuộc gọi mời chào từ các hãng, mà thay vào đó họ muốn được chủ động trong việc sử dụng dịch vụ và được đảm bảo rằng mỗi khi cần đến họ sẽ có ngay lập tức được sự hỗ trợ. Vòi nước là một điểm đáng chú ý để phân biệt giữa ba máy lọc nước này của A.O. Smith. Thiết kế của các vòi nước về cơ bản là giống nhau, nhưng mẫu 1E chỉ là vòi cơ thông thường, còn G2 và A2 được trang bị vòi điện tử hiện đại hơn. Trên vòi điện tử có tích hợp cảm biến theo dõi tình trạng lõi lọc và cảnh báo thay lõi lọc, phù hợp với những người dùng có không gian bếp không quá rộng rãi, buộc phải đặt máy lọc ở trong tủ bếp hoặc vị trí khác, dẫn đến việc khó theo dõi qua màn hình LED phía trước máy. Tất cả các máy lọc nước của A.O. Smith đều được trang bị tiêu chuẩn 5 cấp lọc và sẽ được tinh chỉnh ở các dòng máy để phù hợp hơn với các hộ gia đình. Và bên tay phải mình đây là máy lọc nước A2, được trang bị thêm một lõi tiền lọc ở bên ngoài. Sử dụng công nghệ meltdown không dùng chất kết dính, giúp không bị biến dạng do thay đổi áp suất. Lõi tiền lọc này giúp loại bỏ cặn bẩn có trong nước như bùn, cát, rong rêu, bảo vệ máy khỏi bị tắc do quá trình thao bể và ở những nơi có nguồn nước nhiều tạp chất, giúp kéo dài tuổi thọ cho toàn bộ hệ thống lọc. Vỏ các lõi lọc được làm bằng nhựa cao cấp, bạn có thể cảm nhận được điều đó ngay khi cầm chúng trên tay. Lõi lọc là linh hồn của máy nên không chỉ ở bên trong mà bên ngoài lõi lọc cũng cần phải được bảo vệ xuyên suốt quá trình vận hành. Cấu tạo đồng nhất và mật độ cao từ trong ra ngoài giúp lõi lọc của máy lọc nước A.O. Smith dày dặn hơn và nặng hơn 30% so với thị trường, cũng như không thể làm giả và thay thế bằng lõi lọc của bên thứ ba. Trên thực tế, theo hãng sản xuất, không chỉ lõi lọc mà tất cả các linh kiện phụ kiện từ đường ống dẫn nước cho tới van hút nối giữa các lõi đều được cấu thành từ những vật liệu cao cấp. Đó cũng là một phần lý do khiến cho giá thành của máy lọc nước A.O. Smith thường cao hơn so với những tên tuổi khác trên thị trường. Nhìn chung về mặt thiết kế, mức giá bán của từng sản phẩm cũng đã nói lên phần nào những giá trị mà nó mang lại. Tuy gần như giống hệt nhau về ngôn ngữ thiết kế, kích thước, hệ thống lọc, nhưng sự khác biệt về màu sắc, loại vòi nước đi kèm hay có được trang bị thêm lõi tiền lọc hay không cho thấy A.O. Smith rất quan tâm đến nhu cầu của khách hàng và mang lại những sự lựa chọn phong phú. Về các tính năng nổi bật, một điểm thú vị là ba sản phẩm máy lọc nước G2, A2 và 1E, mỗi sản phẩm lại có một hệ điều hành giám sát điện tử riêng của A.O. Smith. Cụ thể, trên mẫu A2 là hệ thống có tên IOSM, G2 là EMS 2.0 và 1E là IRO EMS. Về cơ bản, những hệ thống giám sát này sẽ tự động theo dõi và cảnh báo tình trạng vận hành của máy lọc nước để duy trì hiệu quả hoạt động tối đa, đảm bảo chất lượng nguồn nước.
Bên cạnh tính năng cảnh báo thay thế lõi lọc qua màn hình hiển thị và vòi điện tử nếu mẫu đó có được trang bị, G2, A2 và 1E đều sở hữu các chức năng như cảnh báo lỗi vận hành, cảnh báo rò rỉ nước bên trong thân máy, sụp rửa lõi lọc tự động. Nếu cảm biến phát hiện có sự cố rò rỉ nước ở bên trong, máy sẽ ngay lập tức ngừng hoạt động, đóng van điện tử nước cấp và liên tục phát tiếng cảnh báo khiến người dùng không thể bỏ qua. Trong khi đó, tính năng sụp rửa lõi lọc tự động sẽ được kích hoạt trong 3 trường hợp: khi kết nối nguồn sau 72 giờ không sử dụng và sau khi đã đầy bình chứa. Bình áp chứa nước của cả 3 máy lọc đều có dung tích xấp xỉ là 6 lít. So với hai mẫu còn lại, A2 còn được trang bị thêm van biến thiên, tự động điều chỉnh mức nước thải dựa trên áp lực nước nguồn. Kết hợp với lõi tiền lọc đi kèm, có thể thấy rõ ràng mẫu máy lọc nước A2 được A.O. Smith hướng tới nhóm đối tượng khách hàng sinh sống tại nơi có chất lượng nước thấp, nhiều vi khuẩn, kim loại nặng và áp lực nước không đồng đều. Về chất lượng lọc nước, đối với máy lọc nước RO, những điểm mà chúng ta quan tâm đến nhiều nhất trong khi sử dụng sẽ là chỉ số TDS trước và sau khi lọc. Chỉ số TDS thể hiện tổng lượng chất rắn hòa tan trong nước, hiểu nôm na là mức độ tinh khiết của nước. Chỉ số TDS càng cao thì trong nước chứa rất nhiều chất rắn và kim loại nặng. Thông thường thì nước uống trực tiếp có thể uống được thì sẽ có chỉ số TDS dưới 30. Mình sẽ đo chỉ số TDS của một cốc nước máy chưa lọc và một cốc nước sau khi lọc của A.O. Smith để thấy được sự khác biệt. Dụng cụ mình sử dụng là một chiếc bút đo TDS rất phổ biến hiện nay. Kết quả đo đạc thực tế cho thấy chỉ số TDS giảm từ 104 xuống còn 4 sau khi lọc. Về vị của nước thì bản chất của máy lọc nước RO sẽ cho chúng ta nước tinh khiết, nên vị sẽ giống như nước đóng chai Aquafina vậy. Tổng kết lại, để có thể so sánh 3 mẫu máy lọc nước G2, A2 và 1E của A.O. Smith không phải là một chuyện đơn giản, khi sự khác biệt lớn nhất của chúng nếu nhìn từ bên ngoài sẽ chỉ là màu sắc của vỏ máy. Thế nhưng càng đi sâu vào từng sản phẩm, chúng ta càng thấy rõ định hướng của nhà xuất với từng nhóm đối tượng khách hàng của mình. Nếu như mẫu A2 với lõi tiền lọc đi kèm phù hợp cho những khách hàng sinh sống tại khu vực có chất lượng nước thấp, nhiều chất bẩn gây hại, thì sự phân chia giữa G2 và 1E lại phụ thuộc vào thiết kế của không gian bếp có thuận lợi để theo dõi tình trạng máy hay không, hay phải dùng đến vòi điện tử. Giá bán chênh lệch không đáng kể cũng sẽ góp một phần vào quyết định cuối cùng của người mua, nhất là khi cấu trúc hệ thống lọc của cả 3 mẫu về cơ bản là tương tự nhau. Nhưng tổng kết lại, dù bạn lựa chọn sản phẩm nào đi chăng nữa, bạn cũng có thể an tâm rằng chất lượng của 3 máy lọc nước A2, G2 và 1E đến từ A.O. Smith sẽ không khiến bạn phải thất vọng một chút nào hết. Như vậy, mình vừa chia sẻ với các bạn về 3 máy lọc nước của thương hiệu A.O. Smith đến từ Mỹ. Vậy các bạn nghĩ sao về 3 máy lọc nước này? Hãy để lại comment ở phía dưới của clip này nhé. Và nếu các bạn thấy video clip này hay và ích thì đừng quên để lại một like, một share, một subscribe. Đừng quên là ấn chuông để ủng hộ bọn mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Bye bye.